chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao của Đài Truyền Đồng Tháp. Thưa các bạn, vào chiều mai thì trái bóng tròn của V-League 2011 lại tiếp tục lăn với 5 trận đấu còn lại của lượt trận thứ 9. Như chúng ta đã biết thì đây là vòng đấu mà tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp phải thi đấu xa nhà, cụ thể là làm khách ra sân của đội chủ nhà Thanh Hóa. Với người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp 10 thì dĩ nhiên là bước đi của tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp là tâm điểm của sự chú ý trong số các trận đấu sẽ được diễn ra vào chiều mai. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tình hình của tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp trước trận đấu này. Sau những ngày bay bổng ở vị trí đầu bảng sau hai chiến thắng ngay tại sân nhà Cao Lãnh trước hai đại diện đến từ thủ đô và Phát Hà Nội và Hà Nội TVT, hôm thứ năm qua thì tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp đã tạm thời để mất vị trí đầu bảng về tay của Sông Lam Nghệ An khi đội bóng xứ Nghệ có trận đấu sớm ở vòng 9 và họ đã bỏ túi 3 điểm bằng chiến thắng 1-0 trước Navibank Sài Gòn. Vào ngày mai thì thầy trò của huấn luyện viên Phạm Công Lộc sẽ có dịp lấy lại vị trí đầu bảng này nếu như họ có được 3 điểm trong chuyến làm khách ra sân của Thanh Hóa. Trong chuyến làm khách tại xứ Thanh vào chiều mai thì huấn luyện viên Phạm Công Lộc sẽ phải chịu một vài mất mát đáng kể, đặc biệt là hàng phòng ngự khi trung vệ đội trưởng Dân Ngân cùng với hậu vệ cánh Phước Thành không thể ra sân do hai cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Hội đồng mùa giải đến giờ thì Dân Ngân và Phước Thành là hai trong số những cầu thủ chính thức ở hàng phòng ngự của tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp. Chính vì thế những mất mát này sẽ khiến huấn luyện viên Phạm Công Lộc không khỏi đau đầu. Tuy nhiên người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp cũng không phải quá lo, bởi trong tay ông Lộc vẫn còn đó những Samson, Tấn Trường, Văn Nghĩa, Philip, Sande hay là Minh Hưng, và những cầu thủ này hoàn toàn có thể lấp vào những khoảng trống mà Dân Ngân và Phước Thành để lại. Trong khi đó thì đội chủ nhà cũng không có được lực lượng tốt nhất trong trận đấu vào chiều mai với tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp, đặc biệt là tiền đạo Đình Tùng, cầu thủ đã phải rời sân ở những phút cuối trận trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Đà Nẵng ở vòng đấu trước, và khả năng ra sân trong trận đấu vào chiều mai với tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài tiền đạo Đình Tùng thì Thanh Hóa cũng còn một vài cá nhân quan trọng không thể ra sân trong trận đấu vào chiều mai với tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp. Chính vì thế thì người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp cũng như là huấn luyện viên Phạm Công Lộc hoàn toàn tin vào một kết quả khả quan trong trận đấu với đội bóng xứ Thanh vào chiều mai. Nếu như giành trọn 3 điểm trong trận đấu vào chiều mai, tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp sẽ vươn lên chiếm lại vị trí đầu bảng mà đội bóng xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An đã tạm chiếm hôm thứ năm vừa qua. 4 cặp đấu còn lại sẽ được diễn ra vào chiêu mai là Qua Phát Hà Nội sẽ gặp Vincent Hải Phòng, Simon David Sanabin sẽ tiếp các cầu thủ Hà Nội ACB trên sân nhà, Đồng Tâm Long An sẽ gặp Đà Nẵng và Khatoko Khánh Hòa sẽ đối đầu với các cầu thủ của Anh Gia Lai. Trận đấu giữa Thanh Hóa và tập đoàn Cơ sở Đồng Tháp sẽ được Đài Truyền Đồng Tháp truyền hình trực tiếp vào lúc 16 giờ chiều mai. Mời các bạn đón theo dõi. Thưa các bạn,